Cô lại vui mừng chào đón các con đã quay trở lại với những bài học ngữ văn 6, bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang dừng lại ở bài thực hành tiếng Việt thuộc chủ điểm thứ 3 về ký, hồi ký và du ký. Ở tiết học hôm trước, cô trò chúng ta đã cùng tìm hiểu về từ đồng âm, từ đa nghĩa. Và trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một khái niệm khác, đó chính là từ mượn. Vậy, cô mời các con cùng bắt đầu bài học nào! Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập số 4. Đề bài như sau, tìm các từ mượn có trong những câu dưới đây. Đối chiếu với nguyên dạng tiếng Pháp, tiếng Anh để biết rõ nguồn gốc của những từ đó. Chúng ta có bảng từ tiếng Pháp và tiếng Anh như sau. Ví dụ đầu tiên, đó là lần đầu tiên tôi thấy ô tô. Để giải quyết bài tập này, các con cần biết được khái niệm từ mượn nghĩa là gì. Chúng ta có thể hiểu từ mượn là những từ mượn tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm mà tiếng Việt chưa có từ thích hợp để biểu thị. Như vậy, chúng ta quay lại với ví dụ đầu tiên. Các con hãy cho cô biết đâu là từ mà các con cho đó là từ mượn. Đúng rồi đấy, từ mượn trong ví dụ A chính là từ ô tô. Và khi các con đối chiếu lên bảng từ tiếng Pháp và tiếng Anh, các con có thể nhận thấy đây là nguyên dạng của từ ô tô trong tiếng Việt. Nó có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Bởi vậy, chúng ta kết luận rằng từ ô tô là từ mượn từ tiếng Pháp. Tương tự với ví dụ A, bây giờ các con hãy đọc thật kỹ những ví dụ còn lại trong sách giáo khoa và tìm cho cô đâu là từ mà các con cho đó là từ mượn. Vừa rồi, các con đã tìm được từ mượn có trong những ví dụ còn lại. Bây giờ, các con hãy quan sát thật kỹ bảng từ tiếng Pháp và tiếng Anh mà cô cung cấp, sau đó lựa chọn từ nguyên dạng phù hợp với những từ mượn mà các con tìm được. Các con có thể lưu ý, các từ mượn và từ nguyên dạng của nó thường sẽ có sự tương đồng về mặt ngữ âm hay là cách phát âm. Bởi vậy, các con có thể tra từ điển để biết được cách đọc của các từ tiếng Pháp và tiếng Anh có trong bảng trên. Sau đó, các con lựa chọn những từ có cách đọc giống hoặc gần giống với những từ mà các con cho là từ mượn. Bây giờ, cô sẽ giúp các con tìm hiểu chi tiết từng câu một. Câu B. Chọn lúc cả nhà không ai để ý, tôi lén lấy 2 xu để làm tiền lộ phí. Các con có thể dễ dàng nhận thấy trong câu này, từ xu chính là từ mượn. Và khi đối chiếu lên bảng từ tiếng Pháp và tiếng Anh, chúng ta thấy được có từ này phát âm khá là giống với từ xu trong tiếng Việt. Bởi vậy chúng ta kết luận, từ xu là một từ mượn từ tiếng Pháp. Sang ví dụ tiếp theo. Lúc đó, tôi vô cùng cảm phục những chú thợ điện với túi đồ nghề gồm kìm, tốc nơ vít, cột ngang lưng, trèo lên cột điện, núi dây cáp. Chúng ta nhận thấy từ tốc nơ vít chắc chắn là một từ mượn. Và đối chiếu lên bảng từ tiếng Pháp và tiếng Anh, chúng ta thấy từ tốc nơ vít này có cách đọc tương đối giống với từ tonovis trong tiếng Pháp. Bởi vậy, chúng ta kết luận từ tốc nơ vít là một từ mượn tiếng Pháp. Khi tôi đọc sách, mọi thông tin đầu tôi rất chậm. Nhưng khi xem TV bằng tai và mắt thì tôi cảm nhận mọi việc nhạy bén hơn nhiều. Ví dụ này thật đơn giản đúng không nào? Bởi vì các con có thể dễ dàng nhận thấy từ TV là một từ mà các con bắt gặp rất nhiều khi các con học tiếng Anh. TV trong tiếng Anh là television, nhưng nó được đọc và viết tắt thành TV. Nó tương đồng với cách đọc của chữ TV trong tiếng Việt. Bởi vậy chúng ta kết luận từ TV là từ mượn có nguồn gốc từ tiếng Anh. Ở ví dụ cuối cùng, tôi khẩn khoản xin cha mua cho tôi một chiếc mũ kết. Và tự tay tôi làm một cặp kính đeo mắt của phi công bằng bìa cắt tông. Trong câu này, từ mượn sẽ là từ cắt tông. Khi nhìn lên bảng từ tiếng Pháp, các con có thể nhìn thấy được nguyên dạng của nó có cách viết và phát âm khá là giống với từ cắt tông trong tiếng Việt. Vậy chúng ta kết luận từ cắt tông là từ mượn tiếng Pháp. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu
5 ví dụ về từ mượn trong tiếng Việt. Tuy nhiên, tiếng Việt không chỉ mượn từ tiếng Pháp và tiếng Anh mà chúng ta còn mượn từ rất nhiều ngôn ngữ khác, ví dụ như là từ Hán Việt. Các con có thể nhìn thấy ví dụ về từ mượn Hán Việt thông qua từ quốc hồn quốc túy mà các con đã bắt gặp ở trong bài ký Đồng Tháp 10 mùa nước nổi đúng không nào? Vậy sau khi tìm hiểu 5 ví dụ trên, các con hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Theo các con, chúng ta có nên thay thế các từ mượn trong những câu ở bài tập 4 bằng các từ gốc tiếng Việt hay không? Vì sao? Đối với những câu hỏi này, cô cho rằng chúng ta vẫn nên giữ nguyên những từ mượn. Bởi vì trong hệ thống các từ gốc Việt, chúng ta không có đủ những khái niệm để định nghĩa cho những sự vật trên. Và ngoài ra, việc sử dụng những từ mượn như vậy là minh chứng cho việc chúng ta học hỏi giao lưu văn hóa với các nước trên thế giới. Hệ thống các từ mượn không làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt, mà bên cạnh đó, nó còn làm phong phú thêm, đa dạng thêm cho kho tàng ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta đúng không nào? Chúng ta cùng bước sang bài tập cuối cùng. Đọc văn bản dưới đây và viết một đoạn văn ngắn khoảng 4 đến 5 dòng cho biết. Theo tác giả, khái niệm ngọt trong tiếng Việt đã được nhận thức qua những giác quan nào? Bây giờ, cô mời các con cùng đọc bài đọc. Để giúp các con hoàn thành bài tập này, cô sẽ đưa ra một vài gợi ý như sau. Sau khi đọc văn bản đó, cô nhận thấy tác giả đã cảm nhận từ ngọt thông qua 5 giác quan, đó chính là vị giác, khứu giác, thị giác, xúc giác và thính giác. Đầu tiên, ta thấy tác giả cảm nhận từ ngọt bằng vị giác, tức là ông nếm được bằng lưỡi thông qua câu văn sau. Ngọt của mía, của đường phèn, mật ong hoặc trái cây chín khác với ngọt của bát canh cua, của nước dùng bằng thịt, bằng xương. Thứ hai, tác giả cảm nhận ngọt bằng khứu giác, tức là ông ngửi thấy bằng mũi. Ông cảm thấy được vị ngọt, thoảng qua một mùi gì ngọt ngọt, mùi thơm ngọt của dứa. Bên cạnh đó, tác giả còn cảm nhận ngọt bằng thị giác, tức là cảm nhận bằng mắt. Giữa ngày xuân ngọt nắng, cây nắng vàng ngọt như mật. Ngoài ra, ông còn phối hợp các giác quan để có thể cảm nhận được vị ngọt bằng cả xúc giác. Dao bén ngọt, cắt cho ngọt tay liềm. Và cuối cùng là ông nghe thấy được vị ngọt bằng thính giác, tức là bằng tai, nhờ vào đàn ngọt hát hay, giọng ngọt. Các con có thể dựa vào những gợi ý của cô để có thể tự hoàn thành một đoạn văn đúng với yêu cầu của đề bài nhé. Những ví dụ vừa rồi cũng đã khép lại bài học ngày hôm nay của chúng ta. Tổng kết lại, trong bài thực hành tiếng Việt, cô cho chúng ta đã tìm hiểu về từ đa nghĩa, từ đồng âm và từ mượn. Cô hy vọng các con đã có một tiết học thật bổ ích và lý thú. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau cùng với Aller mới nhé!